Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng cực độc để anh em sưu tầm. Lần này mình có còn được vài cây bút thép Dama kết, một mẫu bút phải nói là nghệ thuật đến từ Pakistan, nghệ nhân của Pakistan họ làm. Đây là những cây bút thép làm bằng chất liệu thép Dama kết, một cái dòng thép mà rất là nổi tiếng, xuất xứ từ mấy cái nước Tây Á nè anh em. Đó, cây bút Dama kết này. Là nó làm bằng cái thép đa ma kết, hồi xưa làm ở dòng dao đa ma kết, hiện nay nó cũng bí truyền rồi, chỉ có mấy cái dòng nước này thôi. Hàng này là mình đặt từ cái lò bên lò rèn thì nghệ nhân đó nó làm đó. Những cái bút này anh em có thể xem cái vân thép của nó nổi nè. Cái kỹ thuật rèn này nó rất là khó đó. Nó là một cái dòng thép vân, nó gồm hàng trăm lớp thép, nó đập ra rồi nó rèn nhiệt độ như thế nào đó để nó ra được cái vân thép nổi trên cái thép. Đó, đây là một cái nói phải nói nó khá là vấn đề để anh em nghiên cứu. Ngay cả mình là dân bán hàng nên mình cũng không am hiểu gì nhiều về cái thép này lắm, tại vì nó quá bí truyền và nó ít có thông tin gì cái dòng thép này. Nhưng mà chất thép cái đa ma kết thì nếu anh em sử dụng những con dao Nhật, anh em thấy có nhiều cái vân nổi á, dòng thép đó là anh Nhật anh cấp với cái kỹ thuật của mấy người Tây Á này nè. Thì cái cây bút thép đa ma kết này là mình nhập thẳng về bên đó, mình đặt hàng bên nghệ nhân đó họ làm rồi họ ship mình đường hàng không gì cho mình. Chỉ còn được vài cây như thế này thôi. Ai nói như cái thép này nó đẹp, nó lên màu, nó nhuộm màu, nó làm rất là đẹp anh em ơi. Vân của nó cực kỳ đẹp. Đó, anh em xem này, kỹ này, cái vân thép của nó. Những anh em nào mà am hiểu về cái dòng này á, mới biết được cái giá trị của những cái bút này. Nhiều cái bút của nước ngoài nó làm vài chục triệu một cây là chuyện bình thường nè. Đặc biệt cái thép này, cái dòng thép này là cái thép rất là khó làm, kỹ thuật rất là cao mới làm được nó. Đặc biệt là nó rất là đẹp, nó nổi quang rất là đẹp. Thép đa mà kết hồi giờ phải nói nó đẹp và nó đẳng cấp hồi giờ. Anh em phải xem kỹ thì mới thấy cái quang nó nổi nha anh em. Đó, anh em thấy cái quang sống của nó nổi không? Thì mình bán á, với giá là 2 triệu chi phí vận chuyển một cây. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Mình sẽ review từng cây ha. Cây số 1 này nha anh em. Cây số 2. Anh em xem kỹ chút ha. Cây số 3. Cây số 4. Cây số 5. Cây số 6. Cây số 7. Cây số 8. Cây số 9 và cây số 10, nó giống nhau, cái màu quần giống nhau. Thì nó có bốn cái mẫu hộp như thế này. Mẫu số 1, số 2, số 3, số 4. Anh em cần lấy mẫu nào thì cứ báo mình cái mẫu hộp đó, mình sẽ gửi đúng hàng cho anh em. Rồi, video nó khá dài rồi, xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Anh em nào quan tâm cái mẫu bút xịn sò này thì liên hệ mình. Xin cảm ơn.